Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa gửi đề nghị cho tỉnh Salavan, Lào về việc thay đổi thời gian làm việc tại cửa khẩu quốc tế La Lay. Theo đó, tỉnh Quảng Trị đề nghị phía Salavan chấp thuận kéo dài thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả các ngày lễ và ngày cuối tuần. Các trường hợp đặc biệt sẽ được giải quyết qua lại cửa khẩu vào bất cứ giờ nào. Hiện nay, thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu này chỉ diễn ra từ 7 giờ đến 19 giờ. Mỗi ngày có khoảng 400 đến 500 lượt xe qua lại giữa hai cửa khẩu. Dự kiến năm 2024, có 11 triệu tấn than đá sẽ được Lào xuất khẩu qua Quảng Trị bằng đường bộ. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu than đá, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan thống nhất báo cáo Chính phủ Lào về việc thay đổi thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu. Thưa quý vị, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng nhờ Indonesia đấu thầu để tăng nguồn cung. Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 590 đến 595 đô la Mỹ một tấn. Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 590 đến 595 đô la Mỹ một tấn, so với mức 585 đô la Mỹ một tấn của một tuần trước đó. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm thứ hai liên tiếp do nhu cầu từ châu Phi thấp. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, đứng ở mức 543 đến 550 đô la Mỹ một tấn trong tuần qua, so với mức từ 548 đến 555 đô la Mỹ một tấn của tuần trước đó, ngày một rời xa mức cao kỷ lục 560 đô la Mỹ một tấn được xác lập hồi đầu tháng này. Theo một công ty xuất khẩu tại New Delhi, các khách hàng của châu Phi đã thu mua đủ số lượng dự trữ đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và có ý chờ giá điều chỉnh trước khi tiếp tục mua. Các nhà giao dịch Ấn Độ ký ít hợp đồng xuất khẩu gạo đồ hơn sau khi cơ quan hải quan nước này thay đổi cách tính thuế xuất khẩu. Theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đợt thi đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3 với tổng số thí sinh dự thi là 11.014, đạt 98,7%. Theo thống kê, tỷ lệ thí sinh dự thi đăng ký đợt đầu tiên của năm 2024 đạt tỷ lệ cao hơn nhiều so với các đợt thi cùng kỳ năm trước. Trong 2 ngày thi, có 9 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Phiếu báo điểm thi đánh giá năng lực sẽ được gửi tới thí sinh sau một tuần dự thi. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm các đợt thi tháng 3 và tháng 4 vào tháng 5 năm 2024 tới. Đợt thi kế tiếp sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, với hơn 18.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện có 90 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển đầu vào. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè sắp tới, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương lên kế hoạch bổ sung tàu bay. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch khai thác, bổ sung tàu bay, bảo đảm và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển. Cục Hàng không Việt Nam cần tổ chức giám sát chặt chẽ công tác an ninh, an toàn hàng không và chỉ đạo phối hợp với các hãng hàng không thông tin cho cơ quan báo chí về tình hình hoạt động vận tải hàng không để người dân, khách hàng nắm bắt được kịp thời.